Chính quyền Nga kêu gọi người dân ở vùng biên giới ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò và hạn chế dùng mạng xã hội để ngăn chặn lực lượng Ukraine thu thập thông tin tình báo phục vụ công cuộc tấn công vào đất Nga. Bộ Nội vụ Nga đưa ra yêu cầu này vào ngày 20 tháng 8, thúc giục người dân ở Bryansk, Kursk và Belgorod, cũng như binh lính và cảnh sát làm nhiệm vụ tại các khu vực này, không dùng dịch vụ hẹn hò trực tuyến và cảnh giác với việc phát trực tiếp video từ địa điểm nhạy cảm. Bộ Nội vụ Nga cho biết trong bài đăng trên tài khoản Telegram, đối phương đang tích cực sử dụng các kênh như vậy để thu thập thông tin. Khi lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công trong lãnh thổ Nga, Bộ Nội vụ Nga đưa ra danh sách dài khuyến nghị, khuyên mọi người không mở bất kỳ đường link nào trong tin nhắn nhận được từ người lạ và không phát trực tiếp video từ những tuyến đường có xe quân sự. Chính quyền cũng cảnh báo người dân rằng lực lượng Ukraine đang kết nối với các camera giám sát để theo dõi mọi thứ, từ sân nhà đến đường xá và xa lộ quan trọng. Binh lính và cảnh sát được khuyến cáo bỏ gắn thẻ định vị trên tài khoản mạng xã hội vì đối phương theo dõi các tài khoản mạng xã hội để theo dõi thời gian thực thông qua những thẻ này và điều đó làm lộ vị trí thực tế của lực lượng quân sự và an ninh. Từ ngày 20 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng của nước này đã tiến sâu 35 km qua các phòng tuyến của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ và giành quyền kiểm soát 93 khu dân cư. Hơn 121.000 cư dân tỉnh Kursk đã được sơ tán, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết trong thông báo từ ngày 19 tháng 8. Rủi ro an ninh từ việc sử dụng mạng xã hội không phải là lý thuyết, đã có tiền lệ binh lính vô tình làm lộ thông tin nhạy cảm khi sử dụng điện thoại ở các vùng xung đột. Việc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bước sang năm thứ hai cũng đang đặt ra vấn đề về việc hẹn hò cho các cặp đôi tại Nga. Theo một phóng sự đặc biệt của hãng tin AFP vừa thực hiện, việc tìm kiếm những buổi hẹn hò và các mối quan hệ lãng mạn đang là bài toán khó với các nam nữ Nga khi không có những ứng dụng hẹn hò đáng tin cậy. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đối tượng dựa trên quan điểm chính trị cũng khiến các Gen Z ở Moscow ngày càng chuyển sang việc hẹn hò trực tiếp thông qua những buổi hẹn hò tốc độ hoặc thậm chí là các buổi sinh hoạt chính trị để tìm kiếm một nửa của mình. Ngồi tại một quán cà phê ở Moscow, Yulia lướt qua trên ứng dụng hẹn hò trên điện thoại của mình, cố gắng đoán xem những người trong ảnh có chia sẻ quan điểm với cô hay không. Nhiếp ảnh gia tự do 21 tuổi cho biết, tôi từng đưa các nghệ sĩ mà tôi hay nghe vào phần giới thiệu về bản thân. Đó giống như là một gợi ý về quan điểm và suy nghĩ của tôi. Nhưng sau năm 2022, tôi đã ngừng cung cấp bất kỳ thông tin nào liên kết tới những gì tôi nghe hay đọc. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hàng nghìn người đã bị tố cáo, phạt tiền hoặc bỏ tù vì bày tỏ sự phản đối đối với cuộc xung đột. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, chỉ một số ít thanh niên sống ở Nga không tán thành cuộc tấn công. Một cuộc thăm dò hồi tháng 6 của Trung tâm Levada độc lập cho thấy 30% thanh niên từ 18 tới 24 tuổi không đồng tình so với 59% tán thành. Đối với những người Nga trẻ tuổi, tự do, muốn tránh giao du với những người yêu nước ủng hộ quân đội theo đường lối cứng rắn, việc hẹn hò đã trở thành một bãi mìn. Một số nhóm trên mạng xã hội tổ chức các cuộc gặp gỡ yêu nước cho những người ủng hộ Điện Kremlin và quân đội để tìm kiếm những người phù hợp. Arseny Balasky cho biết anh đang tìm kiếm một đối tác thân thiết về mặt tư tưởng khi tham gia một buổi hẹn hò tốc độ tại một nhà hàng sang trọng ở Moscow. Đây là buổi hẹn hò tốc độ thứ tư của anh cho tới nay. Vị giám đốc PR 24 tuổi và tự nhận là người ngưỡng mộ Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận, kể từ tháng 2 năm 2022, không ai có thể thờ ơ với chính trị. Đối với Arseny, việc tránh xung đột ý thức hệ trong một mối quan hệ là điều bắt buộc. Tôi rất thân với cô gái này, mọi thứ đều tuyệt vời, cùng tần số, cùng ngôn ngữ. Nhưng sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine thì mọi việc rẽ theo chiều hướng khác. Trong khi tôi cho rằng những chuyện đó không liên quan tới mối quan hệ của chúng tôi, thì cô ấy không đồng tình và cho rằng chúng tôi sẽ không đi đến đâu cả. Sau khi gặp hàng chục cô gái tại sự kiện hẹn hò cấp tốc, Arseny đã chọn ra hai người để theo đuổi. Anh cho biết, không biết liệu lần này mọi việc có suôn sẻ hay không. Để tránh gặp phải những khác biệt về chính trị như câu chuyện của Arseny, nhiều thanh niên Nga khác đã quyết định tìm đối tượng hẹn hò trong các phong trào chính trị. Katya Anikevich và Matvey Klestov, cả hai đều 21 tuổi, gặp nhau vào tháng 1 khi vận động tranh cử cho Boris Nadezhdin, một chính trị gia đối lập muốn thách thức Putin trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3.
Katia có quan điểm giống tôi, và điều đó mang đến cho tôi hy vọng rằng trên thế giới này không phải tất cả đều mất đi. Bạn không đơn độc trong quan điểm hay thế giới quan của mình, và bạn có thể tìm được chốn bình yên bên ai đó. Dành thời gian cùng nhau trong khi chia sẻ thế giới quan mang lại cho bạn động lực để không từ bỏ mọi việc chúng ta đang làm mà phải tiếp tục với nó. Và về cơ bản, nó mang lại cho bạn mong muốn tiếp tục cuộc sống của mình, làm điều gì đó mỗi ngày để cải thiện bản thân và tiếp tục sống. Klesov chia sẻ như vậy. Trên thực tế, chiến dịch vận động của Nadezhdin đã thất bại, nhưng cuộc đời của Katia và Matvey đã thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực. Maria Smotky và Mikhail Galyaskin cũng tìm thấy tình yêu thông qua chính trị. Họ đã gặp nhau tại một cuộc biểu tình do Đảng nước Nga khác tổ chức, một nhánh của phong trào Bolshevik quốc gia cực tả do nhà hoạt động và nhà văn quá cố Edward Limonov thành lập. Galyaskin chia sẻ, Maria là viên kim cương không giống ai trên thế giới. Còn đối tác của anh ta cho biết, tôi cảm thấy tự hào về anh ấy vì thực tế rằng anh ấy là một người thích phiêu lưu, rằng anh ấy chắc chắn sẽ trở thành một nhà thám hiểm. Tôi nhận ra đó là mẫu người mà tôi luôn muốn mình luôn thấy khi còn trẻ. Bất chấp những thương vong lớn trong xung đột ở Ukraine, đa phần người dân Nga vẫn ủng hộ cao độ Tổng thống Putin trong chiến dịch quân sự đặc biệt là giới tinh hoa, những người từng có tâm trạng khá bi quan khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, thì nay lại chuyển sang ủng hộ mạnh mẽ cho chính phủ. Có nhà tài phiệt tuyên bố Nga buộc phải chiến thắng trong xung đột với Ukraine. Giới tinh hoa Nga, bao gồm giới nhà giàu và những người có quyền thế, đã bước vào trạng thái sốc khi nổ ra xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt và cấm đi lại, họ bắt đầu tin rằng cuộc sống trước đây của họ giờ đã chấm dứt. Khi đó một số nhà tài phiệt Nga vẫn đang ở nước ngoài và lúc đó đã từ chối quay trở về Nga. Trong số những người này có Mikhail Friedman, chủ nhân của ngân hàng tư nhân lớn nhất của nước Nga. Nhưng đấy là trước đây, kể từ năm 2023, giới tinh hoa bắt đầu ủng hộ mạnh mẽ cho chính phủ Nga trong cuộc xung đột này. Nhiều nhạc công đến nơi chiến sự để biểu diễn nhạc. Hồi tháng 10, ông trùm Friedman từ London quay trở về Moscow. Ông xác định dứt khoát rằng cuộc sống ở phương Tây dưới các lệnh trừng phạt là không thể chịu đựng được nữa. Ông cho rằng cuộc sống ở Nga vẫn tương đối dễ chịu và gần như không còn thấy có nhà tài phiệt Nga nào phàn nàn về chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành ở Ukraine. Giới tinh hoa Nga giờ đã ngừng lo lắng về xung đột này. Hiện họ tập trung bàn về việc khi nào thì cuộc xung đột này có thể chấm dứt. Ngày nay, giới tinh hoa Nga tin rằng Nga đang thắng thế trên chiến trường, trong khi Ukraine bị tổn thất lớn, bị áp đảo về vũ khí và đang thiếu đạn pháo một cách nghiêm trọng. Và họ ý thức rõ sự ủng hộ của phương Tây cho Kiev đang giảm dần. Hiện nay, giới tài phiệt Nga đang bàn xem một chiến thắng trước Ukraine sẽ được xác định là ở mức độ nào. Một số cho rằng Nga sẽ hài lòng với việc đánh chiếm được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Số khác thì cho rằng Tổng thống Putin hướng tới thủ đô Kiev của nước này. Ông Putin luôn đặc biệt coi trọng thành phố này, coi đó là cái nôi của nền văn minh Nga. Tổng thống Putin đặc biệt yêu thích tu viện chính thống giáo Kiev-Pechka Lavra. Trong chuyến thăm chính thức thành phố Kiev vào năm 2013, chuyến thăm Kiev gần đây nhất của Tổng thống Putin, ông đã dành phần lớn thời gian của mình tại tu viện này.